Hello, hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với series săn tìm khủng long của mình. Ở đây mình phát hiện được nguyên một cái trứng khủng long rất là nhiều trứng luôn bạn ơi. Đây là một bạn khủng long Spinosaurus con nè. Đặc trưng của loài này là có một cái vây rất là to trên lưng luôn. Cái miệng cực kỳ dài và rất là nhiều răng nè. Nhưng mà bạn khủng long con này vừa mới nở nên là cái miệng chưa có cái răng nổi trơn bạn ơi. Trông khá là dễ thương luôn. Còn đây là bạn khủng long Spinosaurus mẹ của chúng ta nha. Mọi bạn thấy ông thân hình siêu to, siêu khổng lồ luôn. Cái vây cực kỳ lớn trên lưng và đặc biệt là mấy bạn này có một rất là nhiều răng luôn nha. Như là mấy bạn này là tổ tiên của loài cá sấu á, mấy bạn này có thể sống được cả trên bờ và dưới nước luôn nha. Một bạn khủng long Spinosaurus rất là ngầu luôn, mình sẽ để cho bạn khủng long này nằm ở đây cho bạn này chuẩn bị đi săn mồi nha bạn. Phía bên này mình thấy được mấy bạn khủng long con khác nữa bạn ơi. Đây đây có bạn khủng long màu xanh lá cây trông rất là đẹp nè. Đây là một bạn khủng long Chasmosaurus nha. Bạn này có một màu xanh lá cây và đôi mắt màu vàng trông rất là đẹp nè. Đặc trưng của loài Chasmosaurus là có ba cái sừng nhỏ nhỏ trên đầu nữa mấy bạn thấy không? Còn đây là nguyên một bài Chasmosaurus ba mẹ đang đi ra từ con Kizura các bạn ơi. Đây là cũng là ăn cỏ nha, nên là mấy bạn này rất là hiền nha. Chủ yếu là ăn cỏ như lá cây thôi. Thân hình thì siêu to, siêu khổng lồ mà mấy này di chuyển khá là chậm chạp luôn các bạn ơi. Đặc trưng của loài Chasmosaurus là loài cũng là ăn cỏ các bạn, sừng nhỏ nhỏ và đặc biệt là có một cái tấm khiên trên đầu các bạn. Trông khá là to và ngầu luôn. Bây giờ mình sẽ để bạn khủng long Chasmosaurus con nằm đây cho bạn này chuẩn bị đi ăn cỏ luôn nha. Để mình tìm tiếp là còn bạn khủng long nào khác xung quanh đây không nha bạn. Đây mình thấy được có ba cái trứng khủng long chuẩn bị nở kìa nè. Ê, phía bên đây mình thấy được bạn khủng long rất là đẹp mấy bạn ơi. Đây là loài khủng long Dilophosaurus nha. Mấy bạn này cũng là loài khủng long ăn thịt mà có thân hình khá là nhỏ nhắn luôn á. Mấy bạn này thì có tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh luôn. Rồi đây là nguyên một bài Dilophosaurus đang chạy ra từ con kỹ Zura nè. Mấy bạn thấy không, thân hình khá là nhỏ nhắn nhưng mà di chuyển tốc độ rất là nhanh luôn. Đặc biệt là có một cái mang trên cổ cái phùng bên rất là to và đẹp như vậy mấy bạn ơi. Đây là khủng long mà có khả năng phun độc nữa nha. Khi mà gặp con mồi mấy bạn này sẽ há miệng to và phun độc mắt con mồi để mà làm cho con mồi nó bị mù mắt tạm thời xong rồi mới tấn công á. Rất là đáng sợ và cực kỳ nguy hiểm luôn nha. Ở phía bên đây mình thấy được bạn khủng long đang đứng đây canh và bảo vệ cho tổ trứng này bạn ơi. Wow, đây là bạn khủng long Velociraptor nha. Đây là loài khủng long ăn thịt mà được cho là thông minh nhất thời kỳ kỷ Jura luôn á. Mấy bạn này có tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh luôn và cũng có tập tính săn mồi theo bầy đàn nha. Một bầy khoảng tầm 7 đến 8 con đi săn mồi cùng nhau bạn. Đây là nguyên một bầy Velociraptor đang chạy ra từ con kỷ Jura nè. Mấy bạn thấy không, thân hình khá là nhỏ nhưng mà tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh và rất là thông minh luôn. Các bạn này thì khi mà đi săn mồi thì có tính bầy đàn rất cao nên là tỷ lệ săn mồi thành công rất là cao nha. Đây là khủng long ăn thịt mà có thân hình nhỏ và có số lượng rất là đông ở thời kỳ kỷ Jura luôn các bạn. Rất là dữ nha, bây giờ mình sẽ để bạn khủng long Velociraptor nằm ở đây luôn nha. Rất là nhiều bạn ơi, đây mình thấy được có một bạn khủng long con khác nữa nè. Wow, đây bạn ơi, một bạn khủng long Ankylosaurus con nha. Mấy bạn này được mệnh danh là những cổ xe bọc thép thời tiền sử á. Thân hình rất là to lớn luôn. Bạn thấy không, trên người còn có những cái gai nữa nè. Đây là nguyên một bài Ankylosaurus đang đi ra từ con kỷ Jura nè. Từ trên đầu và trên người bạn này thì mấy bạn sẽ thấy một cái lớp da rất là dài giống như là một tấm khiên như vậy. Giống như là những cái giáp ở trên đó còn có những cái gai nhọn nha, dùng để mà phòng thủ khi bị kẻ săn mồi tấn công á. Do mấy bạn này là khủng long ăn cỏ nên là tốc độ di chuyển khá là chậm chạp và rất là hiền nha, nên là sẽ dễ thành đối tượng săn mồi của bạn khủng long ăn thịt á. Bây giờ mình sẽ để cho bạn khủng long Ankylosaurus con này nằm ở đây nha, cho bạn này chuẩn bị đi ăn cỏ và chơi với lại mấy bạn khủng long con khác nha mấy bạn. Một bạn khủng long Ankylosaurus con trông khá là dễ thương luôn. Để mình tìm tiếp là còn bạn khủng long con nào khác trong đây không nha. Wow, mấy bạn ơi, mình mới tìm được đây mấy bạn ơi. Một bạn khủng long Mosasaurus con các bạn. Bạn này thì có màu xanh da trời và đôi mắt màu vàng trông rất là đẹp luôn. Các bạn này thì có thân hình rất là to lớn và thường là sẽ sống dưới đại dương nha. Đây là loài khủng long ăn thịt mà có kích thước lớn nhất thời kỳ kỷ Jura mà sống dưới nước của các bạn. Mấy bạn này được mệnh danh là hung thần của đại dương nữa nha. Có thể tấn công bạn thịt được hầu hết các loài sinh vật biển khác luôn. Thân hình siêu to, siêu khổng lồ, cái miệng rất là nhiều răng và đặc biệt là một cái tua rất là dài luôn. Để mà giúp cho mấy bạn này, bé bạn này có thể di chuyển rất là nhanh dưới nước luôn á. Một bạn khủng long con Mosasaurus vừa mới nở nên là cái miệng chưa có răng nữa trơn nhưng mà thân hình cũng khá là to rồi mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ để cho bạn khủng long Mosasaurus con này nằm ở đây luôn nha.